Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh xe điện motor điện, kênh video hàng đầu về phụ tùng xe 3 4 bánh. Video hôm nay chúng tôi giới thiệu đến các bạn một cái bộ 4 bánh sử dụng động cơ xăng, cầu sau phanh cơ, cầu trước không phanh, nhíp sau 5 ná và nhíp trước 4 ná. 4 bánh 400/12. Một bộ số 5 tạ, 4 tiến 1 lùi, hệ thống lái vô lăng dày, hệ thống lái đơn, thước lái đơn. Một cặp đèn pha có kèm xi nhan, đèn led 12V. Một cặp đèn hậu cũng đèn led 12V. Một bàn chân ga, một tay phanh, phụ kiện phanh chân đầy đủ. Bộ các đang đi kèm số 5 tạ đầy đủ. Các bạn lưu ý máy của các bạn là cốt 17 hay cốt 19 thì các bạn lưu ý để bên em sắp xếp thiết bị cho nó đồng bộ. Cái bộ này thì mình làm với cái tiêu chí là làm những cái dòng xe như khoảng 4 chỗ, 5 chỗ rất là phù hợp với cái bộ này. Cấu hình của nó thì cầu sau thì có chiều rộng là từ 80 cho đến 1m2. Nói chung là các bạn có yêu cầu chiều dài rộng bao nhiêu thì các bạn yêu cầu bên em sẽ đáp ứng. Dài nhất có thể làm là 1m4 và ngắn nhất có thể là 80. Tất nhiên là 4 bánh thì không ai làm ngắn hơn 80 làm cái gì cả, thì nó không đẹp. Thì đấy là các bạn lựa chọn. Còn với cái bộ này thì trang bị một cái cầu là 1m. Nắp bánh lên thì khi các bạn nắp bánh lên thì các bạn tính thêm nó khoảng 10 phân nữa là 1m1. Thì các bạn có thể làm những dòng xe khoảng 1m1, 1m15 gì đấy là rất là đẹp. Có phanh tay, phanh kiếc đầy đủ các bạn nhé. Thì chọn bộ như thế này thì các bạn xem có những yêu cầu như thế nào thì các bạn có thể thay đổi, bên em sẽ đáp ứng được hết. Và nhíp cũng có thể thay đổi thành bộ hệ thống treo. Đấy, nếu như các bạn thích lắp hệ thống treo thì bên em sẽ đáp ứng hệ thống treo. Còn nếu như các bạn là sử dụng hệ thống nhíp thì tính tiền theo hệ thống nhíp. Đây là bộ số 5 tạ nhé. Thì các bạn ấy thường thường thích số 5 tạ là bởi vì làm cái tiến lùi cho nó dễ thôi. Thực ra nếu như các bạn là nếu như các bạn chế được cái số kia thì các bạn sẽ bớt đi được một khoản tiền khá khá. Bởi vì thực ra thì trên cái xe máy của mình nó cũng có số sẵn rồi, có 4 số. Mình chỉ cần mua một bộ số lùi và là xong thôi. Tuy nhiên thì nhiều bạn vẫn cứ thích cái hộp số này, thì bàn số bàn xiếc nó có sẵn, làm nó nhàn hơn. Thì mình đáp ứng cho các bạn. Nhưng để giảm thành giá thành và chi phí thì theo em thì các bạn có thể dùng trực tiếp trên cái xe máy của mình. Khi đó thì xe của mình vẫn cứ quay dọc máy chứ không phải quay ngang máy nữa. Cho nên là việc làm cái cần số cũng dễ thôi. Thì trong cái bộ trước đây thì em đã từng giới thiệu rồi. Các bạn có thể dùng bàn số và dây số của cái bộ 5 tạ này để các bạn sang số và tiến lùi cho xe máy của mình cũng được. Không nhất thiết là phải mua cái hộp số 5 tạ. Tuy nhiên thì trong cái video này thì em vẫn cứ giới thiệu đến các bạn cái bộ có số 5 tạ để cho khách hàng có nhiều lựa chọn hơn. Thì cái giá thành sản phẩm thì các bạn vui lòng liên hệ qua số điện thoại là 0983 818 955 hoặc là Zalo cùng số. Những cái bộ phức tạp này thì bên em không có đưa giá lên trên công khai bởi vì nó có nhiều biến thể và mỗi một lựa chọn của khách hàng thì sẽ cho ra giá thành khác nhau. Thì những cái bộ đơn giản thì em thường thường hay đưa giá đấy cho các bạn xem. Còn những cái bộ này thì nó khác cho nên là các bạn là cứ xem video lựa chọn thì sẽ phù hợp với các bạn hơn. Còn như các bạn thích lắp đặt hệ thống treo thì giá thành nó sẽ tăng gấp đôi so với nhíp.
nhíp đây, ví dụ như nhíp 600 thì hệ thống treo của nó là 1.250.000 đấy, hai bộ là chênh nhau mất khoảng nếu như các bạn làm hệ thống treo thì giá thành nó chênh nhau khoảng 1.300.000. Sau đây mình sẽ đi chi tiết từng thiết bị một cho các bạn xem. Trước tiên là cái bánh, thì đây là bánh 400-12. Bánh này có đường kính 50. Chiều dày nốt này là 10. Đây là cái nhíp 5 lá này. Đấy, nhíp 5 lá này. Mắt nhíp đầy đủ này. Phụ kiện nhíp này. Phụ kiện chân phanh đây. Đây là nhíp 4 lá này. Đèn hậu sau đây. Còn đây là cây cầu này. Đây là bộ số phụ này. Đây là bộ số 5 tạ này. Cần số này, bàn số đây. Những cái phụ kiện nhíp này đầy đủ cho hai bộ này. Đây là cái bàn ga này. Đây là đôi đèn pha này. Đèn pha rất là to nhé. Chiều dài nó lên đến khoảng 25 cm. Đây là đèn sinh nhan, đây là đèn bi cầu này. Đây nó còn có một bóng này, là bóng như kiểu đèn đề mi đấy. Đây là pha, đây là đề mi này. Và đây là sinh nhan này. Nó có ba chức năng luôn đấy. Đèn pha này, đèn đề mi này, và đèn sinh nhan này. Đây là cái cầu trước không phanh này. Cầu trước không phanh này thì nó có cái tim ốc mà chéo 7 vuông 10. Đây là cái cột lái trên này. Thước lái đây các bạn này. Vô lăng rất là dày. Vô lăng này có đường kính là 37 cm. Rất là dày, đẹp. Còn cái bộ số 5 tạ này thì các bạn cũng lưu ý là các bạn cũng không nhất thiết là phải cắt cái viền này đi làm gì. Các bạn cứ để này, cắm cái số lên đấy này vẫn sử dụng được thôi, đỡ mất công. Cái nắp gầm xe nó cũng không có gì là vướng lắm cả. Đấy, chọn bộ thiết bị thì nó như thế này thôi. Các bạn có nhu cầu đặt hàng thì vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0983 818 955, trao đổi chi tiết hơn tại Zalo cùng số. Zalo cũng 0983 818 955. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Các bạn nhớ nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ video của mình cho những người bạn khác có ý định cùng làm ô tô.
xem và tham khảo. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.